dễ dàng vui vẻ với người ngoài nhưng lại khó khăn nóng tính với người nhà mình. Đó là lý do một anh trai tìm đến tôi. Anh ấy đặt tôi một chiếc nhẫn để xin lỗi vợ. Nói thật ra đây là một vấn đề rất là nhiều người mắc phải trong cuộc sống. Khi chúng ta ở trong những môi trường mà phản ứng cảm xúc có thể mang lại hậu quả, ví dụ như đi làm có thể bị đuổi việc, hay là ở trường học có thể bị chỉ trích hay cảm thấy xấu hổ, chúng ta có xu hướng kìm nén cảm xúc của mình lại. Trong khi đó, khi ở nhà, chúng ta mặc định rằng gia đình là những người luôn luôn sẽ ở đó. Chúng ta không bao giờ mất đi họ cả và họ sẽ nhường nhịn mình, hoặc là họ sẽ không bao giờ từ bỏ chúng ta được. Chính vì vậy, chúng ta hay buông thả cảm xúc của mình ra đối với họ. Tôi thí dụ ngày hôm đó bạn đi làm bị sếp chửi, sếp la bắt phải làm này làm nọ nhưng bạn vẫn phải tươi cười, dồn nén cảm xúc của mình lại vì cái đó ảnh hưởng tới cơm áo gạo tiền, ảnh hưởng tới công việc tương lai tùm lum thứ. Bởi vì vậy bạn phải dồn nén cái sự tức giận trong con người bạn lại, trói con thú dữ lại không thả nó ra. Và buổi chiều hôm đó khi bạn trở về nhà, chỉ cần con vợ bữa đó nấu ăn không ngon, lỡ niêm mặn quá là tới công chuyện với bạn liền. Bạn sẽ lấy cảm xúc tức giận dồn nén nguyên một ngày sẽ dập vô mặt con vợ. Nếu mà con vợ ở nhà nó hiền thì không sao, nếu mà con vợ nó dữ luôn thì rồi hai chồng đóng phim kiếm hiệp. Bởi vậy mới nói đối với gia đình chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, những chuyện không đáng mà bạn có thể lớn tiếng với gia đình mình. Lúc đi ra đường trong xã hội thì bạn nhốt con thú dữ lại, còn ở nhà thì bạn thả rong cho nó chạy khắp nhà. Mấy anh chị suy nghĩ lại coi có đúng phải vậy không? Chúng ta như vậy dần dần sẽ làm tổn thương những người trong gia đình mình. Nhà là nơi để chúng ta quay về sau một ngày làm việc mệt mỏi, và người thân là những người kề cận bên cạnh ta, là để yêu thương tâm sự chia sẻ, chứ không phải là cái nơi để chúng ta xả tức giận, cái áp lực, cái khó khăn trong cuộc sống. Vậy là sai, quá sai. Ra ngoài đường thì chị anh, còn về nhà thì mặt nặng mặt nhẹ. Nói thiệt chứ gặp tôi tán một cái là thấy mẹ. Ai mà đang có như vậy thì mau giác ngộ, cải tà quy chánh đi nha. Như anh trai này, anh ấy đã giác ngộ cho nên ảnh qua tôi đặt một chiếc nhẫn để tặng cho chị nhà. Nghe hôm bữa anh kể đi làm về có lỡ miệng nói một câu: hôm nay làm cái gì mà kho cá mặn chát, chó nó còn chê. Rồi thì kể từ bữa đó tới nay anh ấy không được ăn cơm nhà. Anh nói chị tội nghiệp cho con chó nó ở nhà, mấy hôm nay nó bị dạ lây, nó cũng không có cơm ăn luôn. Vợ anh nhà nó cũng hiền lắm, bởi vậy cho nên hôm nay mới qua làm em chiếc nhẫn về tặng nó năn nỉ nè. Mà nói vậy chứ chúng ta ai cũng có chỉ một gia đình nè. Cố gắng sao cư xử sống cho nó hài hòa chút. Tiền bạc thì nó dễ kiếm chứ hạnh phúc tình cảm gia đình mà mất rồi thì khó kiếm lại lắm.